Hôm nay anh em chúng tôi sẽ review con Flycam Opsan Zino Pro. Con này chúng tôi mới nhận được từ hôm qua, bây giờ chúng tôi sẽ bóc ra và bay thử chuyến đầu tiên xem như nào. Bây giờ chúng ta cần điều khiển bạn. Giờ con điện thoại luôn thắt đi. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải mở cái nắp ấy gimbal ra đã. Tiếp vào nhá. Thank you.
Windows trước khi khởi động con Flycam. Ở trên cái cần điều khiển có hai chức năng Normal và Sport. Thì đối với những người mà chúng ta tập chơi bay lần đầu, chúng ta nên để chế độ Normal thôi. Còn chế độ Sport là chế độ bay rất là nhanh, dành cho những người có nhiều kinh nghiệm, hoặc là trong trường hợp mà Flycam sắp hết pin, chúng ta cần thu Flycam về thì chúng ta sẽ chuyển chế độ Sport. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối con Flycam này với ta sẽ điều khiển Flycam với lại cái cần này qua cái ứng dụng là Xupsan nha. Cái ứng dụng này tôi đã tải trên mạng trước đó rồi. Ở đây chúng sẽ phải đăng ký tài khoản này. Thì mục đích của cái việc đăng ký tài khoản này thì nó sẽ giúp quản lý lịch trình bay. Sau này chúng ta có bảo dưỡng các thứ nó sẽ dễ dàng hơn. Đăng ký thành công. Tuyệt vời trong một siêu phẩm. Phần chọn thiết bị bay chúng ta sẽ chọn con Xupsan Hino Pro nha. Tại vì đây có đối với dòng Xupsan có rất là nhiều phiên bản. Đây chọn Xupsan Hino Pro. Sau đó Enter Device. Trời ơi, quá trời tiếng Anh luôn. À, chết rồi. Còn phải ở đây nó báo là device chúng ta chưa kết nối cáp giữa cái điện thoại với lại cái cần điều khiển này. Ở đây chúng ta có cáp của iPhone với này cần điều khiển này. Con của tôi là con cáp IC đây rồi. Đây, nó có hướng dẫn là sẽ phải xoay Flycam để mà nó ổn định cái GPS. Đây là một trong những cái bước cơ bản trước khi chúng ta bắt đầu bay.
hiện tại đang là 35% pin ạ. Thì chúng ta sẽ bay được chút chút thôi. Có thông số thôi. Thông số liên quan đến. Và chúng ta phải xoay cả theo chiều dọc nữa. Tối quá, chẳng nhìn rõ gì cả. Mắt camera không tối. Thế tôi tăng cái độ sáng đi xem. Ở phần mắt camera